Một tuần mới, kính chúc quý khán giả có những giây phút làm việc thật hăng say và hiệu quả. Và đừng quên cập nhật nhiều thông tin nóng hấp dẫn được ban biên tập liên tục tổng hợp. Và sau đây là những thông tin nổi bật có trong chương trình sáng nay. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ra công điện quả tốt, yêu cầu ứng phó trước nguy cơ áp thấp nhiệt đới thành bão số 2. Quảng Ngãi, hơn 2.000 du khách bị kẹt ở đảo Lý Sơn do biển động. Ngày hôm nay 4 tháng 6 sẽ xét xử sơ thẩm vụ án bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật. Bộ Giáo dục lên tiếng về công văn giả mạo giảm tải đề thi vào lớp 10. Ô nhiễm tiếng ồn tại các đô thị lớn có từ lâu, đáng buồn ngày càng gia tăng ở mức độ báo động. Tiếng ồn cũng là nguồn cơn của các vụ, nhẹ thì chửi nhau, nặng thì đánh nhau, hỗn chiến, thậm chí gây ra án mạng. Từ nay nếu bị làm ồn, hãy nhấc điện thoại gọi ngay đến chính quyền, một giải pháp hết sức thiết thực và hợp lòng dân. Quảng hốt tình huống bất ngờ sau va chạm, nam thanh niên cùng phương tiện lao thẳng vào đầu ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguy hiểm và treo leo khi hàng ngàn người Bangladesh chen chúc nhau trên nóc tàu để về nhà. Mở đầu là những thông tin mới nhất về tâm áp thấp nhiệt đới vẫn đang nằm trên biển. Nhưng hoàn lưu mây rìa phía tây của nó đã chồm vào, gây mưa lớn cho dọc các tỉnh ven biển miền Trung, ảnh hưởng vào miền Nam và Tây Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh. Gió mạnh cấp 6, cấp 7 sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 2 trong 24 giờ tới, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ra công điện hỏa tốc gửi đến các bộ ngành địa phương, yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn. Bộ Ngoại giao chủ động làm việc với các nước trong khu vực để có biện pháp hỗ trợ cho ngư dân và tàu thuyền tránh trú bão khi cần thiết. Ban chỉ huy tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ. Áp thấp nhiệt đới đã làm cho vùng biển Quảng Ngãi có gió giật cấp 8, cấp 9, biển động, khiến 2.000 du khách bị mắc kẹt tại huyện đảo Lý Sơn. Trong mùa cao điểm du lịch lại rơi vào dịp cuối tuần nên đông đảo du khách đến địa phương để tham quan. Tuy nhiên do áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh đã khiến cho hàng ngàn du khách bị kẹt lại tại đảo. Bắt đầu từ chiều ngày 2 tháng 6 đến trưa ngày 3 tháng 6, gió mạnh kèm theo mưa lớn ở huyện đảo Lý Sơn gây biển động dữ dội. Hàng loạt chuyến tàu cao tốc nơi đây không thể vào đất liền. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương yêu cầu các nhà hàng, khách sạn hỗ trợ tuyệt đối không chặt chém du khách trong những ngày thời tiết xấu. Theo dự báo thời tiết, tại vùng biển Quảng Ngãi có mưa lớn cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, biển động mạnh, tàu thuyền không được ra khơi. Dự kiến thời tiết xấu kéo dài 3 ngày. Đến chiều ngày 5 tháng 6, biển êm, tuyến vận tải Sa Kỳ đi Lý Sơn và ngược lại mới có thể hoạt động trở lại. Do lượng khách quá lớn nên huyện cũng đã lên các phương án kế hoạch dự phòng, kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Còn vào đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 tháng 6, mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gây ra lũ ống cục bộ tại một số địa phương. Lũ quét cuốn trôi 3 cây cầu dân sinh đi các xã Nam Quang, Nam Cao và Tân Việt. Ngoài ra, mưa lũ còn làm sập và cuốn trôi toàn bộ tài sản của gia đình ông Thảo A Tú ở xã Tân Việt, gây ngập úng 25 hectare lúa ngô, cuốn trôi đất đá, gây sạt lở vùi lấp 10 hectare hoa màu. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã đến hiện trường, phối hợp cùng chính quyền xã, huy động nhân dân đến giúp gia đình bị nạn, thu dọn nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Bảo Lâm là địa phương đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng.
Nơi đây địa hình chia cắt mạnh, giao thông cách trở và thiếu rất nhiều cầu dân sinh. Ba cây cầu vừa bị cuốn trôi là do cán bộ nhân dân địa phương đóng góp xây dựng, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Xin được nhắc lại chuyện đau buồn trong cơn bão số 12 năm rồi. Sau 5 tháng bị đánh chìm trong bão số 12, đến tháng 3 năm 2018, tàu du lịch Jupiter mới được cơ quan chức năng Bình Định kéo về vùng biển Quy Nhơn. Trong suốt 2 tháng qua, hàng chục công nhân cùng nhiều loại phương tiện đã trục vớt, phá dỡ hơn 1/3 xác tàu này. Nhưng chủ của tàu Jupiter vừa cho tháo dỡ, sắt thép bán phế liệu thì đã thấy hài cốt của 5 thuyền viên mất tích. Do thời tiết diễn biến bất thường, tàu lại chìm cách cảng Quy Nhơn hơn 3 hải lý, nên việc tháo dỡ, lặn tìm kiếm 5 thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn. Trao đổi với zing.vn chiều ngày 3 tháng 6, ông Liễu Minh Hoài, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho hay, theo kế hoạch, phải mất 2 tháng nữa, nhóm công nhân mới cưa xẻ xong tàu du lịch này. Các đơn vị thi công vừa cắt, vừa cẩn trọng rà soát kỹ xem có thuyền viên mất tích kẹt lại hay không. Nếu phát hiện hài cốt trong các khoang tàu, thì công nhân có trách nhiệm báo lại cho đại diện chủ tàu và cơ quan chức năng xử lý. Cầm trong tay 3.000 đồng, trong thời buổi này một ổ bánh mì thịt cũng là khó để mua được, huống chi là một dĩa cơm như thế này. Thấy được hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn của nhiều người mà quán ăn Thiện Tâm ở Tam Kỳ, Quảng Nam bán 100 suất cơm với giá 3.000 đồng để phục vụ những người lao động nghèo. Hàng tuần từ thứ Hai đến thứ Bảy, cứ vào 10 giờ sáng, ở góc phố đường Trần Hưng Đạo, giao nhau với Phan Tứ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, có nhiều người đến mua cơm, mỗi người cầm trên tay 3.000 đồng bỏ vào thùng và lấy từng hộp cơm chuẩn bị sẵn. Quán cơm có tên là Thiện Tâm được khai trương từ ngày 10 tháng 5. Chỉ sau mấy ngày mở bán, đã trở thành địa chỉ quen thuộc của những người bán vé số, lao động nghèo, chạy xe ôm trên địa bàn thành phố. Người sáng lập quán cơm là anh Nguyễn Duy Thạnh, 36 tuổi, chủ một doanh nghiệp kinh doanh yến xào. Anh chia sẻ, quán cơm giá rẻ cho người nghèo đã được mở ở nhiều nơi, nhưng với thành phố Tam Kỳ thì đây là quán đầu tiên. Với những người lao động nghèo, quán cơm giá rẻ là cả một niềm vui lớn, làm dơi bớt nỗi nhọc nhằn lo toan trên chặng đường mưu sinh giải dầu của họ. Thưa quý khán giả, dạo quanh Facebook trong những ngày gần đây thì quý khán giả có thể sẽ thấy nhiều bạn trẻ thích thú chia sẻ đoạn clip dạy phát âm đồ hiệu vô cùng tỉ mỉ của một chàng trai người Việt. Giọng nói trầm ấm và vẻ ngoài điển trai đã để lại ấn tượng cực mạnh, khiến cho nhiều người tò mò không biết chàng trai này là ai. Được biết qua kênh Facebook và YouTube, người thực hiện những clip dạy tiếng Anh này là một giáo viên người Việt kiều đang sinh sống tại California của Mỹ. Thầy Kenny Nguyễn, với tên gọi thân thuộc là Sick, đang là một trong những gương mặt dạy học online rất quen thuộc với giới trẻ Việt Nam. Thu nhập từ đó không có là bao, nhưng anh chia sẻ đó chính là niềm vui khi giúp được nhiều người đang cần kiến thức đó. Trên báo Vietnamnet mới đây đã có bài viết về Kenny Nguyễn. Khoảng 4 năm dạy, Kenny đã đăng tải hơn 60 video gồm nhiều bài giảng khác nhau. Đặc biệt với lối dẫn hài hước và giải thích cặn kỹ, kênh YouTube của Kenny thu hút hơn nửa triệu người đăng ký. Hầu hết đối tượng của anh là những cô bác lớn tuổi ở Mỹ, có nhiều thời gian ở nhà xem video. Còn ở Việt Nam là những bạn trẻ. Vì lý do trái múi giờ nên anh phải thường dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng. Giờ Việt Nam là khoảng 6-7 giờ tối để đăng tải video. Tuy thu nhập không tăng, nhưng đối với anh không phiền. Tôi theo đuổi đam mê của mình là tốt, Kenny nói. Khi mới bắt đầu học tập nói tiếng Anh, có thể mọi người sẽ bỡ ngỡ, nhưng sau này sẽ quen dần và phát triển khả năng của mình. Thưa quý khán giả, từ 8 giờ sáng nay 4 tháng 6, Quốc hội khóa 14 bắt đầu hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đăng đàn đầu tiên với nhóm nội dung hứa hẹn làm nóng phiên chất vấn Bộ trưởng như tại sao Cục Đường sắt thanh tra xử phạt nhiều mà vẫn xảy ra tai nạn, trạm thu phí thành trạm thu giá, Bộ Giao thông Vận tải không quyết định chỉ định thầu đường sắt Bắc Nam. Vào chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà sẽ trả lời các vấn đề công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn, các địa phương có nhiều khiếu nại tố cáo, tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp, các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng địa phương, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp lần này áp dụng hình thức hỏi nhanh đáp gọn. Theo đó, đại biểu hỏi không quá 1 phút và Bộ trưởng trả lời không quá 3 phút.
Thưa quý khán giả, mấy ngày nay mạng xã hội đang lan truyền công văn do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ ký gửi các sở phòng giáo dục và trường trung học cơ sở về việc giảm tải nội dung ra đề môn văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. Công văn nêu rõ nhằm tránh gây áp lực cho học sinh khối 9 ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ văn, Bộ trưởng Giáo dục yêu cầu các sở giáo dục khi ra đề thi tuyển sinh lớp 10 không ra vào những văn bản sau: Bến Quê, Nguyễn Minh Châu, Lục Vân Tiên, Cứu Kiều Nguyệt Nga, Nguyễn Đình Chiểu, Bếp Lửa, Bằng Việc, Nói Với Con, Y Phương, Làng Kim Lân. Vào tối ngày 3 tháng 6, đại diện Bộ Giáo dục khẳng định đây là công văn giả mạo. Công tác tuyển sinh đầu cấp đã được phân cấp cho các sở giáo dục. Hiện Bộ đã đề nghị cơ quan công an điều tra và xử lý nghiêm khắc tác giả, động cơ của người soạn công văn giả mạo này. Đây không phải là lần đầu tiên mà trước kia Bộ Giáo dục cũng đã từng bị làm giả công văn. Trước đó vào cuối tháng 1, khi đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận bán kết U23 châu Á, mạng xã hội lan truyền công văn giả cho nghỉ học chiều ngày 27 tháng 1 để cổ vũ cho đội nhà đá trận chung kết với U23 Uzbekistan. Xin được chuyển sang nội dung khác. Trước năm 2015, phân bón thuộc nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng 5%. Tuy nhiên sau đó, việc sửa luật thuế đã xếp loại hàng hóa này vào nhóm không chịu thuế giá trị gia tăng. Các doanh nghiệp sản xuất phân bón hiện đang rất mong chờ được đưa vào diện chịu thuế giá trị gia tăng. Chính vì vậy, các chuyên gia có chung đề xuất Bộ Tài chính nên sớm cho quay lại áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón như trước đây để cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế đầu vào, mang lại lợi ích cho sản xuất trong nước. Về bản chất, khi doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, nguyên liệu, các chi phí đầu vào này đều có thuế giá trị gia tăng. Nhưng vì đầu ra là phân bón không thuộc diện chịu thuế này nên không được hoàn thuế, làm độ chi phí sản xuất nên buộc phải tăng giá bán. Trong khi đó, phân bón nhập khẩu lại được hưởng ưu đãi các giảm thuế nhập khẩu từ các cam kết thương mại, gây cạnh tranh không bình đẳng trên thị trường. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị thành phố tạm dừng thẩm định đề án quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Nguyên nhân tạm dừng là do lượng xe tăng quá nhanh khiến cho công tác quản lý gặp nhiều khó khăn và bất cập trong thời gian qua. Cụ thể, từ 177 xe năm 2014 tăng lên 34.562 xe năm 2017, làm cho công tác quản lý đối với loại hình xe ô tô 9 chỗ trở xuống gặp nhiều khó khăn và bất cập. Đồng thời, lượng xe ô tô 9 chỗ trở xuống mang biển số tỉnh, thành phố khác không ngừng chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia hoạt động theo hình thức xe hợp đồng, tham gia ứng dụng phần mềm Grab Uber. Cùng với việc ô nhiễm các loại chất thải, không khí, ô nhiễm tiếng ồn cũng đang ở mức báo động đỏ với một số thành phố lớn ở Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như các loại ô nhiễm khác được quan tâm, thì ô nhiễm tiếng ồn lại có phần bị xem nhẹ, dù nó ảnh hưởng không nhẹ chút nào. Âm thanh khá lớn từ những chiếc loa di động thường dùng để phát nhạc tại các đám tiệc hoặc là hát karaoke là một trong những âm thanh quen thuộc trên các con đường ở Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây. Điều đáng nói là âm thanh kiểu này lại được phát thường xuyên trên những con đường đông dân cư hoặc là những địa điểm mua bán, gây quá sức chịu đựng đối với người dân. Và một thông tin mà Quỳnh Loan tin chắc rằng mọi người sẽ phần nào yên tâm là kể từ ngày hôm nay, khi bị làm ồn, hãy gọi điện thoại đến ngành chức năng để được can thiệp. Tiện lợi, giá rẻ là ưu điểm khiến cho những chiếc loa karaoke di động được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Hộp túi tiền lại góp thêm tiếng hát cho những cuộc vui, nên karaoke di động có mặt ở nhiều bữa tiệc, từ đầy tháng, hôi nôi, đám cưới, thậm chí đám giỗ. Rượu vào nhặt lên, âm thanh y xèo khiến cho hàng xóm xung quanh phải ngán ngẩm. Tình trạng sử dụng karaoke di động để hát không chỉ diễn ra ở hộ gia đình mà còn diễn ra ở khu dân cư, trong chợ, quán nhậu. Vẫn biết ca hát văn nghệ, đây được xem là một món ăn tinh thần của nhiều người. Việc này cũng được khuyến khích để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần. Nhưng việc sa đà với nhạc sống vô tình biến loại hình này thành một công cụ tra tấn người khác một cách vô tội vạ.
Trong cách ứng xử của người Việt hiện nay, mức độ tôn trọng sự riêng tư cuộc sống cá nhân của người khác còn chưa được để ý đúng mức. Nhiều người chưa ý thức được không gian, sự yên tĩnh của khu vực nơi mình sinh sống. Mặc dù việc bật loa, hát hò, ăn uống ở ngay nhà họ, nhưng gây ảnh hưởng đến người khác là đã vi phạm đến không gian chung, bầu không khí chung của cả cộng đồng. Còn theo phân tích của tiến sĩ tâm lý Vũ Thiện Toàn, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam như sau. Tình trạng một nhóm người bất kể không gian, thời gian, mở nhạc lớn gây ồn ào cả khu vực xuất phát từ việc chính người gây ra âm thanh đó chưa hiểu quy định pháp luật. Họ luôn cho rằng đó là nhà của họ, quyền tự do của họ, không ai được cấm cản. Nghị định số 155 phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 0,2 decibel ampere sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng cho đến 20 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 0,5 decibel ampere cho đến dưới 10 decibel ampere, từ 20 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 decibel ampere đến dưới 15 decibel ampere. Mức phạt cao nhất có thể lên đến 160 triệu đồng. Mặc dù đã có quy định cụ thể về việc xử phạt, tuy nhiên chả thấy ai xử lý và cũng chẳng biết phải báo cho ai. Nguyên nhân do hiện nay trong các quy định của pháp luật hiện hành không có quy định về việc cấm với mô hình giải trí mới xuất hiện này. Vì vậy, không thể áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Mặt khác, để xác định được ngưỡng tiếng ồn vượt mức như thế nào thì phải có thiết bị đo âm thanh. Khi có kết quả thì phải mất nhiều ngày mới có căn cứ để xử lý. Thủ tục rườm rà, mất khá nhiều thời gian. Nếu có vi phạm thì người dân chỉ được cơ quan chức năng dừng lại ở mức độ nhắc nhở, chưa có biện pháp mạnh để xử lý. Có thể thấy, sự nhẫn nhịn của con người có giới hạn. Một khi không thể chấp nhận được nữa thì dễ phát sinh các vụ án. Nhẹ thì khẩu chiến, nặng thì đánh nhau, hỗn chiến, thậm chí gây ra án mạng. Theo luật sư Lê Cao, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, hành vi gây tiếng ồn là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường. Khi bị tra tấn bởi hành vi hát karaoke ồn ào của hàng xóm, người dân có thể làm đơn khiếu nại đến Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường để yêu cầu họ chấm dứt hành vi gây tiếng ồn. Để khắc phục những bất cập này, thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đường dây nóng để người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, đồng thời thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời có mặt xử lý khi nhận được tin báo. Chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi thì sẽ có bộ phận chuyên trách có mặt ngay để xử lý người có vi phạm. Đây là một động thái chứng tỏ chính quyền đã quyết tâm muốn xử lý chuyện tiếng ồn, một vấn đề nhức nhối, dai dẳng, tưởng nhỏ mà không hề nhỏ trong đời sống cư dân đô thị. Mô hình cần được nhân rộng, ở mỗi địa phương nên thành lập tổ chuyên trách này. Ở đâu luật pháp được cơ quan hành pháp thực thi nghiêm minh và có trách nhiệm, ở đó người dân sẽ phải tự giác tuân thủ. Một khi người dân đã đồng thuận với quy ước thì họ sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn không gian cộng đồng, nếp sống chung. Khi có việc xảy ra thì họ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận điều chỉnh. Theo nhiều nghiên cứu, người dân sống trong khu vực có tiếng ồn quá lớn thường hay mất ngủ, dễ bị căng thẳng, mệt mỏi, gây ra bệnh tật. Nghiêm trọng hơn, việc sống ở khu vực có tiếng ồn trong thời gian quá lâu có thể dẫn đến suy tim, ảnh hưởng đến tính mạng. Ngày hôm nay 4 tháng 6 sẽ xét xử sơ thẩm vụ án bé Nhật Linh bị sát hại ở Nhật. Nhìn lại vụ dâm ô trẻ em, Nguyễn Khắc Thủy gây bức xúc trong dư luận. Hải Phòng kinh hoàng xe khách mất phanh lao dốc, 10 người bị thương. Thưa quý khán giả, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Yasumasa Shibuya trong vụ án bé gái Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Chiba, Nhật Bản vào tháng 3 năm 2017 sẽ bắt đầu tại Chiba vào hôm nay 4 tháng 6 và kéo dài đến hết ngày 18 tháng 6. Để khán giả hiểu rõ hơn về các khả năng của phán quyết, vai trò của hoạt động thu thập chữ ký
đối với tiến trình xét xử, cũng như việc bị cáo Yasumasa Shibuya tiếp tục im lặng. Luật sư Akio Sagawa, người đã đảm nhận vai trò luật sư của gia đình bé Nhật Linh từ tháng 2 năm 2018, đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin tình hình. Luật sư của gia đình bé Nhật Linh cho biết, hiện nay bị cáo vẫn tiếp tục giữ sự im lặng. Điều này khiến cho thân nhân của bị hại không biết được chi tiết của hành vi phạm tội. Trong lần này, vì bị cáo im lặng, điều đó đồng nghĩa với việc nói tôi không làm việc đó. Nên việc đầu tiên là phải điều tra xem liệu bị cáo có thực sự phạm tội đó hay không. Và như vậy, số lượng chứng cứ tăng lên, số nhân chứng, số người xuất hiện tại tòa sẽ tăng lên. Việc xét xử sẽ mất nhiều thời gian và không loại trừ khả năng bị cáo được phán quyết vô tội. Đối với hoạt động thu thập chữ ký của bố mẹ nạn nhân nhằm kêu gọi tòa án kết án tử hình đối với bị cáo Yasumasa Shibuya như một bằng chứng sẽ không có tác động trực tiếp đến tiến trình xét xử. Hoạt động này chỉ đơn giản là được tòa án công nhận, đồng thời thấy rằng vụ án này quá nghiêm trọng và người bị hại đã bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, ông cho rằng không có điều luật về việc bản thu thập chữ ký sẽ tác động đến tòa, cho dù có thu thập được hàng trăm ngàn hay hàng triệu chữ ký. Những vụ án liên quan đến trẻ em đều để lại nỗi căm phẫn và xót xa cho dư luận. Dư luận xã hội cả trong nước và nước ngoài trong những ngày qua đặc biệt quan tâm đến phiên xử phúc thẩm vụ dâm ô trẻ em tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vào ngày 1 tháng 6 vừa qua, Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên họp giám đốc thẩm xem xét lại bản án đối với Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô đối với trẻ em và quyết định hủy bản án treo trong phiên phúc thẩm. Dù mức phạt của bị cáo vẫn chưa tương xứng với nỗi bức xúc của nhiều bậc phụ huynh, nhưng đó cũng tạm là xứng. Dư luận xã hội những ngày qua dậy sóng vì hầu hết không đồng tình với bản án phúc thẩm vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mới đây, lãnh đạo Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù treo về tội dâm ô với trẻ em. Quan điểm cá nhân của tôi á, là tôi đồng ý với việc xét xử của bản án sơ thẩm. Với nhận định như vậy, với cái mức độ như vậy, thì xử như thế là phù hợp và tôi đồng tình. Quyết định giám đốc thẩm còn cho rằng tòa án cấp phúc thẩm chưa thẩm tra, đánh giá lại toàn bộ chứng cứ mà tòa sơ thẩm đã xem xét kết tội bị cáo Thủy, nhưng đã kết luận không có cơ sở kết tội là chưa có căn cứ, chưa phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án. Hiện chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện đã bị đình chỉ công tác. Tôi thấy là trong cái phiên xử vừa rồi á, là hội đồng xét xử phúc thẩm á, là rất nhấn mạnh đến cái lời khai của bị hại và lấy cái lời khai của bị hại làm một cái tình tiết để giảm nhẹ hay chúng ta còn gọi là suy đoán vô tội cho bị cáo. Và tôi cho rằng cái đó là chưa phù hợp. Tại buổi họp báo giám đốc thẩm chiều ngày 1 tháng 6, Ủy ban thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu. Tội phạm dâm ô trẻ em đang ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng, gây bất an cho các bậc phụ huynh, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của trẻ nhỏ, đồng thời ảnh hưởng đến nền tảng văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục. Vì vậy, rõ ràng chúng ta rất cần một kết quả bản án đủ sức ngăn ngừa tội ác, trấn đe, trấn áp những kẻ thủ ác. Tiếp tục thông tin về vụ hai nạn nhân người Việt Nam tử vong với nhiều vết dao trên người trong khách sạn Circus thành phố Las Vegas của Mỹ. Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco yêu cầu cảnh sát điều tra làm sáng tỏ vụ việc, sớm thông báo với phía Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, hỗ trợ gia đình của nạn nhân hoàn thành các thủ tục cần thiết để sang Mỹ lo hậu sự, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Trước đó, thông tin sơ bộ được một số báo đăng tải nói rằng hai nạn nhân gồm một nam và một nữ là giám đốc và nhân viên của một công ty du lịch. Hai nạn nhân được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương nghi là do dao đâm tại phòng khách sạn. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin về tình hình tai nạn giao thông đáng chú ý. Chiều qua, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ 12 đoạn qua huyện Nậm Nhùn khiến một người tử vong.
Sự việc xảy ra khi một người lái xe ô tô đến cầu Lai Hà, xã Lê Lợi, huyện Đậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, hẹn gặp hai người khác ở thị xã Mường Lai của tỉnh Điện Biên để mua bán bạc. Đến cầu Lai Hà, chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đậu ven đường thì bất ngờ đá từ trên núi lăn xuống đè bẹp, khiến lái xe tử vong tại chỗ, một người phụ nữ bị thương. Do thi thể nạn nhân đã bị biến dạng nên quá trình xác minh danh tính rất khó khăn. Người phụ nữ bị thương không đi cùng trên xe ô tô này mà có thể đang đứng dưới đường nói chuyện với lái xe thì bị đá rơi trúng. Còn tại Hải Phòng đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, xe khách chở theo 20 người bất ngờ lao phun phúc đâm vào một xe du lịch 16 chỗ bên đường khiến 10 người bị thương, một ngôi nhà hư hỏng. Cụ thể, xe khách 29 chỗ chở 20 người di chuyển đến dốc chợ Cát Bà đã bất ngờ tông vào xe khách 16 chỗ đang đổ trước cửa nhà nghỉ Hạnh Hoa số 111 đường 1 tháng 4. Sau khi tông vào ô tô 16 chỗ, chiếc xe khách tiếp tục lao đi phun phúc đâm vào trước cửa nhà số 84 rồi mới dừng lại hẳn. Lúc xảy ra vụ việc, trong nhà có 4 người. Trao đổi với Vietnamnet chiều tối qua, lãnh đạo huyện Cát Hải cho biết vụ việc gây thương tích cho nhiều người nhưng đều nhẹ, không có ai bị ảnh hưởng tính mạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là xe bị mất phanh. Sau đây là tình huống giao thông khiến nhiều người thót tim. Theo đó, vào khoảng 17 giờ chiều qua, thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Văn Dào theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long An. Khi đến điểm mở giải phân cách trước nhà số 1A20 Trần Văn Dào, huyện Bình Chánh thì đã xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển cùng chiều. Sau va chạm, nam thanh niên cùng xe máy bất ngờ lao qua đường chiều ngược lại và tông thẳng vào ô tô bán tải. Cú đâm cực mạnh khiến xe máy hư hỏng nặng, nam thanh niên bất tỉnh tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera phục vụ công tác điều tra. Do nam thanh niên va chạm với xe máy đã rời khỏi hiện trường nên lực lượng chức năng đang truy tìm chiếc xe máy có liên quan. Tệ nạn cờ bạc đá gà đang ngày càng biến tướng tại các vùng nông thôn miền Tây, không chỉ gây mất an ninh trật tự mà khiến nhiều người dân rơi vào nghiện ngập. Hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền ngay trong vườn dừa nhà dân vừa bị đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bắt quả tang. Qua tin báo của người dân, đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Thành tiến hành trinh sát, mật phục, bắt quả tang một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu vườn dừa của ông Võ Ngọc Thanh ở ấp An Hòa Thạnh, xã An Quá, huyện Châu Thành. Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản xử lý 14 đối tượng có liên quan, đồng thời tạm giữ 12 điện thoại di động, 9 xe mô tô, 5 con gà đá cùng số tiền 40 triệu 800 ngàn đồng. Được biết, tụ điểm đá gà này hoạt động rất tinh vi, thường xuyên tụ tập rất đông các con bạc tại địa phương và các xã lân cận đến tham gia sát phạt nhau. Cũng là địa bàn tỉnh Bến Tre, công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang một vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc bầu cua ăn thua bằng tiền tại nhà ông Nguyễn Văn Quân ở ấp An Hòa, xã An Hóa, huyện Châu Thành. Khi lực lượng công an dập vào, các con bạc đã bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, công an huyện Châu Thành đã kịp thời bắt giữ được 12 đối tượng, tạm giữ 51 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do Lê Hữu Tâm và Nguyễn Hữu Châu cùng ngụ tại địa phương đứng ra tổ chức để thu tiền sâu. Sau đó cuối ngày chia lại cho ông Quân, chủ nhà, với số tiền từ 100 đến 300 ngàn đồng. Thưa quý khán giả, sau khi đưa vào thông xe cầu Cao Lãnh, hầu hết người dân miền Tây đều nô nức để được lưu thông trên chiếc cầu mới quy mô và hiện đại. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn nhiều khó khăn do người dân chưa rõ các hướng lên xuống và cũng còn những bất cập trong các biển báo chỉ dẫn để lên cầu Cao Lãnh từ các hướng. Có mặt tại nút giao Tân Mỹ, đường dẫn lên cầu Cao Lãnh và tuyến nối đi cầu Dầm Cống chưa đầy 5 phút, hàng trăm xe mô tô lũ lượt quay đầu. Biết lắm, hoặc là hướng chạy ngược chiều. Và đều có chung một lý do, nhầm đường. Về từ thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn Lấp Vò đó, mà muốn đi mà tại bản chỉ dẫn nó khó khăn quá, không có gõ được nữa. Cứ để là Cao Lãnh đường rẽ rồi Cần Thơ thẳng gì đó tùm lum rồi đâu có biết đường đâu đi. Còn nhiều biển báo chỉ đường mang tính đánh đố cánh tài xế, như biển chỉ đường này cả ba hướng đều có đường,
Tuy nhiên hướng rẽ trái không hề tồn tại. Không những bất cập tại tuyến đường thuộc xã Tân Mỹ, tại nút giao giữa tuyến nối hai cầu và quốc lộ 80 cũng có nhiều bất cập và thường xuyên xảy ra tình trạng nhầm đường. Hầu hết các phương tiện đều muốn đi hướng cầu Cao Lãnh nhưng lại rẽ vào hướng đi thành phố Cần Thơ, trong khi tuyến đường này chưa thông xe. Rà soát lại tất cả những cái biển báo hiệu, bố trí làm sao cho nó dễ nhìn dễ thấy để có cái sự hướng dẫn cho người dân khi tham gia giao thông thì đi đúng cái làn đường quy định. Nhiều người dân đã làm biển chỉ dẫn phụ đặt ngay cầu Tân Mỹ nằm trên tuyến nối hai cầu. Người dân cần có sự chỉ dẫn dễ hiểu và thuận tiện hơn khi lưu thông qua cầu Cao Lãnh.